chiêng pì nòng hạc sườn sinh môn men chửa côn mi nòi khỏng tình Điện Biên vân lại bò me kiển rú nàng xã chiêng sở huyền Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên đê kiển rú khỏng côn sinh môn phân lại bâng sở diệt dườn nàng hay nằm nắc bâng sở luông hòn nào phồn đét cánh pha cuồng pì sầu lưng phúc chưa san bàng cống sơ cần sẵn cuồng nằn mi hịt không cống sơ bạt tông khảo mở imen nưng cuồng chu hịt không cống sơ trên lang sáng sở đầy trên thầy cài lại chùa đơi ma cánh biển nên chăn văn hóa trên lang sáng sở khổng pa mê côn sinh môn. Xã Chương Sở mi hốc chưa côn vì nòng phòng kiển rú hôm tay sinh môn mông lao kèo cánh khở mú quảng nằn côn sinh môn mi cài xí hoi chết xíp chua hươn to chằm xí xíp vân hoi dần số cáp chằm sòng păn sòng hoi hạ xíp của côn côn sinh môn diệt dườn nàng hay ven lại cánh tin chưa lang đì diệt dườn lò bừa quyết định khòng khuẩn ngau cỏ khẩu cánh chào nằm chào đìn xương năn sầu cò năm dệt chùa hịt không cống sơ chào hay chào na phở môn pha phồn đẹp chọp chân thánh thân cùm cuồm phủ côn hào khẩn đầy ma đầy mua quảng nằn hịt không kìn khảo mở men khổ cần sẵn quảng đơi kìn rủ khòng côn sinh môn hàng pì khảo bườn pét bườn cầu lịch nửa họt chơ hiệp thù khảo hay côn sinh môn khẳng tánh kìn khảo mở kìn khảo mở đầy năm dệt nặng chua hươn mỏi chua hươn kìn khảo mở cuồng bưng mử lạ cằn men mử đi ven chăn khỏng từng chua hươn nhang khe lò mử bót vầy khăn tánh kìn khảo mở chú côn cuồng hươn khăn tánh khảo nằm cam kìn chú tàng trương vầy cống sơ bảo bố làn luông mơi bị nòng hò xong bò mè bản cuồng ma hôm muôn chú tàng trương vầy cống sơ bảo bố làn luông hôm mi cái bà mạ phạc nòn tó tổ mẹ cánh nó tênh mết chú tàng trương nằn đẩy mọ ầu tổm cánh bình cầm huông khẩu hai nưng khẩu hang khẩu ăn khẩu hang khẩu à khẩu lón khẩu à hang leo à tụ pết tụ cải ăn ma mọ chở leo tụ bà ปลามาปิ่งตูบเฉอแล้วหม้อเอแล้วตุกุ้งเอตุหลวงเออันน่าเป็นกาอันอันมะพอเฉอมะพออันพายอันเฉอบ้านบัวเขามีเม็ดรออันคองปีหมาเขามันมีเม็ดรออันมะพักมะอื้ออันมะบัวอันตัวช้างก็มีเม็ดเต็งกาอันหนอเออันละก็หามันปัดบัวหามันมีเม็ดเรามันปีหมาเยเถอมันกินเม็ดมันจังอันขุมเฮามันจังบะเจ็บบะหายมันจังไหลเข่าเอมันจังแต่งเป็ดแต่งไก่มันจังเปจังบะตายchú tàng trương vầy cống sơ men bưng tàng trương khòng po me dệt o đầy cánh an men bưng tàng trương kìn chân lang khòng côn sinh môn và hìa bưng tàng trương kìn nằn bảo bố sầu khơi sủ dương nằn chơ kìn khỏ mở sầu đầy khăn tánh tục nò hư bảo bố trắng sổm chờ lông ma kèn tòm vầy khẩn tánh tục nò chu tàng trương cống sơ xào đầy khưng lò té lại mừ lần xưa lò bưng tàng trương hà dạ xương tổ mẹ manh chắc cũng
khay có bền tàng chương kìn tiếng xa, cánh đầy lại côn sọ sử. Tòi hít không khổng côn sinh môn, chơ khẳng tánh kìn khó mở. Tớn châu mờ nằn đầy cáo mơi, bảo bố làn luông mà kèn tòm hòm muôn. Còn chơ ban khẩu vầy cống sơ đầy là, chảo hươn phèo chệt cơ lò hỏng. Chơ bồng ban cống sơ cuồng hỏng hỏng, và chảo hươn báo hụt. Tam hư cáo mơi bì chay, nòng chay, báo cò bì nòng cuồng hò, hù tam, mà cáo mơi bảo bố làn luông mà kèn tòm hòm muôn. Báo đầy van côn nọ, côn báo huồm xính ma tam. Bố cháu má tiếp chung cần bây kinh đầu kinh khẩu bón đầu bố cháu má tiếp chung cần để chế ao khẩu mở mà ba thở chú kinh làm hở pang ở phía gần phía dạo kinh để kinh đầu hở cháu cung cháu quâm trên chế bay tăng đầu nữa và trên đây cháu bố hù rồi cháu lại kinh ở đây chú bố hù chú bố khéo phù hụ chú bố phù bố lại kín biết chứ biết tính hả chú hỏi gì lâu phải cáo họ phù hụ và họ phù hụ mết cá chùm cá muối chẳng đầy kín rồi bỏ chỗ kín rồi bỏ chỗ ở trường kín này họ hỏi sao bay ở trọn nhỏ trọn nhỏ nhỏ cá này xí rồi mà họ hỏi sao nếp bay có con tam hợp bảo phú con nai hở po pú ai pú em già cho con cho chẳng má nong pi pi cốc tam năm pi chai cốc con rồi pi nhiên cốc chẳng má đuổi má nuôi má nuôi má kìn khảo mở mẹ nừng cuồng vương hịt không mi nghĩa cuồng hồng văn hóa chiên lang đầy chiên thải té lại chùa đơi ma cánh bền nên chăn văn hóa sáng sờ khổng côn sinh môn vào khẩn lang chiên văn hóa đơi kiến rú diệt dườn khổng côn sinh môn cài chú quam tô lang quam khắp bay xe hịt không tòng chăn imen vị diệt văn hóa bản khuồng vầy mỏi côn tàu ma cốc hầu chùm họ thánh thân phạ luông tin chưa phở môn với buồng kìn đơi rú chung yên hào hẳn cánh tùm phua luông hanh cà sàn cuồng bản khuồng bàng hủy kìn khảo mở khổng côn sinh môn nhăng vào khẩn ngân lang kìn nằm chứ hót bó chứ ơn cổng khôn cánh ngắm hót to thần bưng côn liêng sùng trùng nhớ bọ sòn lộ lan cánh chiến bọ luông hủ trang diệt dườn lần xưa lò luông hủ diệt hay tòi mua nham cánh y men nham vầy lộ lan nhưng số bảo bố lan luông bưng tàng trương kìn chiên lang cáo mơi bảo bố ma kìn khảo mở cánh cùm cuồm lộ làn cuồng hươn hào khăn đẩy ma đẩy mua bom nần bảng hồi kìn khảo mở nhang men nham hiểm bày bưng tàng trường kìn trên lang khổng chừa côn vào khẩn lung hủ ma tang trường kìn khổng côn sinh môn cuồng vịa xỏm tánh bưng tàng trường kìn mi nằng nằm bìn bá bu chuồng hông đơi kìn rú hàng mử mỏi nham sưng nần chú côn quẩn hươn hò song hồ hôn kìn mưng lang đì diệt dườn lằng mua nừng bát mò mèn nham vầy bố ra tà nai ải êm bọ sòn nộ làn hù quý banh cổng hanh diệt dườn lần xưa lọc bánh khầy ngân lang cống sơ bảo bố lan luông khổng côn sinh môn mèn nham vầy chú hươn hò song ca sàn cản xưa. Kinh khẩu mở ý nghĩa là mục đích là tam màu khẩu mở đều khoảng hay khoảng na tam mà sau kinh báo cáo sau là sau hụ là có pì mới nham mà mình sau khi pì nưng giật hay nhân na hay là thu má hay là hay hoạt hơn đâu để khẩu lò khả máu hoạt hơn hay là tam là kinh là mục đích là tam mà sau kinh mình là bó sau cung sau quầm để pì mở giật kinh là cái này lăng lì để cùng lưu làn ép học này ta phát triển mon đấy.
Các vưng ngần lang sáng sờ, bảng hồi kình khảo mở khổng côn sinh môn, đại bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Cảnh Du lịch, áo khẩu ngon di sản văn hóa phi vật thể Quảng Mương, tòi quyết định số hốc xếp xí, mử xếp sóng cam bẩn nưng vì sóng phân phải sao sòng. Thực hiện theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh Điện Biên về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian năm dệt luông tang khổng Trung ương cánh tỉnh Điện Biên, ma tang tài trẻ văn hóa chu chừa côn, phòng cấp mạp về kinh tế xã hội, quảng gian cải ma ngành văn hóa thể thao du lịch, có khăn khang tinh xú chú luông bùn, vầy trên cái bảy trẻ cánh phúc chưa văn hóa chu chừa côn, họt khay bảng hồi kinh khảo mở khổng côn sinh môn nàng xã Trương Sở huyện Điện Biên Đông đẩy cổng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quảng Mương. Bảng hồi kinh khảo mở khổng côn sinh môn men vệ dệt văn hóa chiên lang khổng chua hương bản khuống ngoàng họt cốc hầu vào khẩn lang phá môn hợt khẩn khổng dần bay cuồng vịa dệt chảo nằm chảo đìn dệt chảo đơi kìn rú quẩn pa phủ côn dệt vương khổ đì bom cằn tàng tánh bản khuống ím po muôn hòm.